Bật mí cho anh em một cái tuyệt chiêu này nha, một cái điệu có thể đánh được rất là nhiều bài dân ca luôn. Đó là điệu blue ballad chậm. Tại vì dân ca nó cũng thuộc thể loại ballad thôi. Và chúng ta có thấy về bass nè. Ví dụ là thử nha. Nha, về bass. 3 1 2 móc chung về về 3. Bass 3 1 2 3 nhịp 2 4. Ví dụ chúng ta ứng dụng vào bài dân ca nè. Bóng đò cập ngang bên sông biển, em thương lòng anh vui thầm. Viết bài thơ trên giấy qua, mang tiếng yêu gửi trao tình em. Hay là bài khác. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim sáo mồ côi. Thử ngay nhé, bấm theo dõi YouTube Guitar 5 phút, chia sẻ, lưu video về, từ từ mình tập. Cách để giúp cho anh em tiến bộ, anh em cảm âm được tốt hơn, không cần nhìn hợp âm sau này, đó chính là cái bài hát mà anh em yêu thích, là anh em phải học thuộc lòng bài hát đó. Ví dụ bài Thành Phố Buồn nè, bắt đầu chúng ta học thuộc từng đoạn nhỏ, điệu siêu rock nè, ba hai nhịp chân nè. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút em đêm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh có nguyên góc thông già. Chiều đang tay nghe nắng chan hòa, nhịp chân theo ạ. Nắng hôn nhẹ làm hồng của em, mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Tập mỗi ngày thì từ từ chúng ta cũng sẽ tập được thôi. Anh em nhớ đấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài tập guitar tiếp theo. Cái tay quay nha anh em, thì mình sẽ giãn cái dây ra. Sáu dây này cũ rồi, thì khách đến thay bộ dây C139 thì mình sẽ thay giúp cho khách. Thì mình đến cái tay quay này thì mình quay nó ra rất là nhanh luôn. Mình giãn dây ra xong rồi mình cắt cái dây mình mới thay dây mới vô. Tay quay này nó rất là hay luôn nha anh em. Đối với cái dây số 1 á, mà đàn lát xích hay là đàn dây sắt cũng vậy, chúng ta cũng quấn nhiều vòng vô anh em nha. Chứ anh em đừng có cắt dây, chúng ta cứ để dây nè, chúng ta giữ lại rồi chúng ta dùng cái tay quay này chúng ta quấn nhiều vòng vô. Hai bộ thì 300.000 sẽ được miễn phí vận chuyển. Dạ, đặt hàng sớm đi, chân ưu đãi à, tặng kèm giáo trình nè, tặng kèm tay quay, tặng kèm hộp đựng bích và miễn phí vận chuyển tận nơi. Tập chuyển những cái thế tay học âm bên tay trái, còn tay phải thì chúng ta chỉ cần rải nhẹ 6 giây. Em sẽ theo anh về, về làm dấu miên tay, là chúng ta chuyển qua học âm thế tay son trưởng. Tay quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày, rất là dễ ha. Em sẽ theo anh về, vì làm dấu miên tay, má em khoái anh rồi, anh không lấy anh em làm sao. Muốn nâng cao thì chúng ta có thể là tập những cái thế tay hợp âm chặn, cũng là la thứ nè, rồi xuống son trưởng nè, rồi pha trưởng nè. Đó, tập những hợp âm chặn, hoặc là chúng ta có thể quạt thêm, quạt sắn đuôi gì đó thì tùy. Bây giờ vô thử nha. Anh là trai mi cười, em là dấu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thì cực lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe nè, em thương anh lắm đó mình ơi. Bấm đăng ký theo dõi kênh ngay để xem những bài tập guitar tiếp theo cùng với chương trình Guitar 5 phút. Đây là Cabo S9 đang kẹp trên cây đàn lát xích. Rồi khi mà chúng ta không dùng thì chúng ta lấy ra, nó sẽ rất là bền. Cabo này thì chúng ta sẽ có 3 đầu để chúng ta thay thế cho đàn lát xích, cho đàn điện hay là cho đàn acoustic đều được luôn. Dùng là classic thì chúng ta dùng chữ CL, còn không thì chúng ta tháo ra chúng ta dùng đàn acoustic thì chúng ta dùng chữ AC. Rất là dễ luôn, thay đầu rất là dễ luôn để chúng ta kẹp. Khi không dùng chúng ta tháo xuống thì nó rất là bền, bởi vì lò xo nó không có giãn. Cabo S9 cực kỳ cao cấp, với giá ưu đãi chỉ có 139.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc và được tặng kèm một giáo trình khi mà chúng ta mua sản phẩm này. Dạ thưa quý vị, mỗi lần mà nhà em muốn hát karaoke ha, đây dây rất là dài nhưng mà rất lồng thòng mà chỉ có một cái micro thôi, nên là em không xài cái micro có dây nữa. Bây giờ là đời mới rồi, xài micro không có dây, bật lên nè cho nó sáng đèn và xài hai cái micro không dây luôn. Cục này thì chúng ta cắm vô loa kẹo kéo hay là cắm vô bất kỳ âm ly nào cũng được. Cắm cách xin phép đi xa để thử một lúc hai micro cho mọi người xem nha. Tình yêu đó vội phai vào sương gió, những đêm mưa tinh nhỏ người nhớ tôi không cho tâm tình thường hay ngó. Đường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa.
micro đời mới thì rất là tiện lợi luôn. Chúng hết pin thì chúng ta sạc trực tiếp trên cái micro này luôn, là tuyệt vời, không cần phải mua pin gì hết. Cặp micro nha, hai cái micro thế hệ mới nhất luôn, chỉ với giá 599.000 đồng, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Quý anh chị có thể đặt hàng nhanh tay ở bên dưới ạ.